nghi thức phụ cờ cho cơ hội quân chúng ta trên trước thứ. Chúng tôi xin mời vị sĩ quan nghi lễ của hội Hải quân Cửu Long lên để làm nghi thức phụ cờ. Xin mời ông. Mở đầu cho chương trình truy điệu, phân yêu và thăm viếng cố hải quân trung tá Lê Trần Đức Cử, chúng tôi xin mời đại diện của khóa 15 sẽ lên đây để đọc tiểu sử cố hải quân trung tá Trần Đức Cử. Xin mời Nghiêm Trưởng Trung. Thì Niên trưởng Trần Đức Cử là sĩ quan đại đội trưởng của khóa 15, nên xin mời tất cả các bạn sĩ quan, cựu sĩ quan khóa 15 cùng đến với chúng ta ở trên này. Xin mời tất cả quý anh lên. Kính thưa bà Quả Phụ Trần Đức Cử và An Quyến, kính thưa các bậc trưởng thượng, các niên trưởng niên đệ hải quân, kính thưa quý vị hiện diện hôm nay, nhận được tin buồn niên trưởng Trần Đức Cử đã vĩnh viễn ra đi ngày 12 tháng 5 năm 2022. Chúng tôi thay mặt cho toàn thể các cựu sĩ quan khóa 15, gia đình đệ nhị sông Nam xin được chia buồn cùng bà Quả Phụ Trần Đức Cử và An Gia. Được vinh dự nói về tiểu sử của niên trưởng Trần Đức Cử, vị đại đội trưởng thân kính của khóa 15 sĩ quan hải quân Nha Trang, chúng tôi rất cảm ơn hội Cửu Long và gia đình An Gia. Nhưng biết tiểu sử niên trưởng Cử không ai bằng phu nhân ông và gia đình, hiểu và thân ông không ai bằng bạn bè, các niên trưởng cùng khóa. Do đó sự trình bày của tôi nếu có thiếu sót, xin quý vị chấp trước bỏ qua và bổ túc dùng. Niên trưởng Trần Đức Cử sinh ngày 15 tháng 10 năm 1939 tại phường Cổ Ích, Nha Trang, thành phố biển mang nhiều kỷ niệm với các sĩ quan hải quân đã từng trú quân hải nghiệp 2 năm tại trung tâm huấn luyện Nha Trang. Niên trưởng Cử nguyên khoái chính hải quân đệ nhất nhân mã và vũ trường năm 1959 và tốt nghiệp hải quân thiếu úy năm 1961. Suốt gần 15 năm trong hải nghiệp, ông đã phục vụ rất nhiều đơn vị quan trọng của hải quân như trưởng phòng điều huấn bộ tư lệnh hải quân, chỉ huy trưởng hải đội 2 dương phòng, hạm trưởng nhiều chiến hạm, gần nhất là hộ tống hạm Kỳ Hòa HQ-09. Đặc biệt năm 1964, ông được bổ nhiệm làm đại đội trưởng. Sinh viên sĩ quan khóa 15 hướng dẫn quân kỷ tinh thần của chúng tôi, những sinh viên vừa rời mái học đường còn bỡ ngỡ bước vào bỏ rẽ của cuộc đời hải nghiệp. Vận nước đổ thay,
Cuối tháng 4 năm 1975, ông đã may mắn lên được chương vận hạt trị nại HV502. Lúc đó đội tại vị trí số 1 trong cùng của cầu mát trước bộ tư lệnh hạm đội, để cùng hạm trưởng Nguyễn Văn Tấn với ích thủy thủ đoàn khéo léo đưa con tàu lúc đó đang trong tình trạng sửa chữa với hơn cả ngàn người rời đất nước Việt Nam thân yêu trong nước mắt và tuyệt vọng. Bước đầu ở đất nước Phạm Dung Hoa Kỳ, ông định cư tại thành phố Reading, tiểu bang Pennsylvania, làm trong một hãng mộc. Không lâu sau đó, ông di chuyển về tiểu bang Connecticut. Nhưng hai tiểu bang miền Đông này có lẽ thiếu sự xúc tác của bạn bè, không giữ được bước chân giang hồ của ông. Nên khoảng năm 1977, ông di chuyển về quận Cam, thủ phủ của người Việt Nam tị nạn Cộng sản California từ đến nay. Ông là người công giáo. Tại đây, ông tiếp tục hoạt động với các hội đoàn và liên tiếp đảm nhận các chức vụ hội trưởng Hội Ai Hữu Hải Quân Cổ Long Nam California, hội trưởng Hội Ai Hữu Nha Trang Khánh Hòa, phân đại chủ Bến Cũ Nam California, một tổ chức quy tụ các thành viên có tinh thần quốc gia, vị tha, không phân biệt binh chủng, cấp bậc, để cùng góp một bàn tay cho việc phát triển cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại. Trưởng cử là người có cá tính đặc biệt, hết lòng với bạn bè, ăn nói hoạt bát. Những ai đã từng gặp và tiếp xúc với ông, dù chỉ một lần sẽ bị thuyết phục không bao giờ quên được. Ông có nhiều biệt tài, các giai thoại về ông được truyền bay qua các khóa hải quân. Nếu viết sách lại có lẽ không được sách nào chứ đủ. Ông rất thích vui nhộn, không phân biệt ai, vì những việc tâm sự, hãnh diện, nhắc về cuộc đời áo trắng của mình. Lúc là dương tủ hậu, ông thường tâm sự với bạn bè, ước mong được trở lại quê hương trong tự do, được ngồi trên đài chỉ huy của chiến hạm để vượt đại dương, nước sống cùng các loài cá lược, một loài cá thường mới ra các tàu thuyền di chuyển lên. Ngay từ lúc lâm chung, ông cũng muốn được khoác lên mình bộ quân phục hải quân để theo ông về với Chúa, chứng tỏ ông lúc nào cũng muốn cuộc đời mình gắn liền với quân chủng hải quân. Tôi xin phép được dùng một câu nói của một danh tướng: thời thế đã mang chúng tôi ra khỏi quân đội, nhưng không ai có thể mang quân đội ra khỏi chúng tôi, để áp dụng vào cuộc đời hải quân trận đất cử, quả thích hợp vô cùng. Với tinh thần yêu nước và nhiệt tâm phục vụ cho hải quân Việt Nam Cộng Hòa, ông rất xứng đáng nhận lãnh danh dự phụ cờ ngày hôm nay. Đến đây tôi xin phép quý vị cho chúng tôi được có vài lời nói chuyện với nhân trưởng Trần Bất Kiểu. Thưa Còn Bán Đăng, tiếng Còn Bán Đăng chỉ có trong hải quân của cấp dưới khi xưng hô với thượng cấp hoặc những sĩ quan đi trước mình theo hệ thống quân giai. Tinh thần kỷ luật này của hải quân được biểu hiện tối đa trong đoàn tàu di tản tháng 4 1975 đã đem theo hàng trăm ngàn người an toàn trong cuộc vượt thoát tìm tự do. Thưa Còn Đăng, đời người ai mà không tránh khỏi sinh lão bệnh tử, sinh ly tử biệt lúc nào cũng để lại đau buồn, tiếc thương cho gia đình, bao người ở lại. Nhưng khi sinh tiền, Còn Đăng đã làm tròn bổn phận của người dân nước Việt. Lúc còn trong quân đội, Còn Đăng cũng đã chu toàn nhiệm vụ cấp trên giao phó, hướng dẫn chúng tôi quen với cuộc đời lính biển. Khi rã ngũ ở hải ngoại, Còn Đăng cũng tiếp tục hoạt động tranh đấu cho lý tưởng quốc gia. Trong gia đình và xã hội, Còn Đăng cũng rõ trách nhiệm của người chồng, người cha với bạn bè và các chiến hữu. Nay Còn Đăng hãy yên lòng ra đi làm nhiệm vụ khác, đặc biệt hơn dưới vòng tay che chở của Chúa. Xin nhận lời cảm ơn của chúng tôi, các sĩ quan khóa 15 và đại gia đình Sông Nam, dù lời cảm ơn có muộn màng, vĩnh biệt Còn Đăng Trần Tư Cử. Tôi xin nhân lời. Xin cảm ơn Liên trưởng Trung cùng quý Liên trưởng khóa 15. Và sau đây, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cùng quý vị anh Kiêu Hộ trưởng Linh Hoàng Cảnh sẽ nói về những sinh hoạt, những hoạt động của Liên trưởng Trần Đức Cử và lý do chúng tôi phụ cờ cho cố Liên trưởng Hải quân
Trung tá Trần Đức Cử. Xin mời anh Đinh Hà Khánh. Kính thưa quý quan khách, kính thưa tham quyền, kính thưa quý đại trưởng, quý chư hữu hải quân, tôi xin được nói sơ qua những hoạt động của Hải quân Trung tá Trần Đức Cử trong suốt quãng đời của ông. Sinh ra và lớn lên trong một đất nước đầy biến loạn, là một người Việt quốc gia chân chính và yêu nước. Người thanh niên trẻ Trần Đức Cử đã sớm ý thức được trách nhiệm của mình đối với quê hương và dân tộc. Ông tình nguyện gia nhập Hải quân Việt Nam Cộng Hòa tháng 3 năm 1959. Ông đã chiến đấu khi bóng cờ vàng, biểu tượng của tự do, dân chủ và nhân quyền. Ông xông pha vào sông ra biển chống cộng sản với lời thề tổ quốc, danh dự và trách nhiệm. Ông đã chiến đấu bảo vệ tự do cho miền Nam Việt Nam. Nhưng vào nước điều lệnh, ông không còn cơ hội để tiếp tục chiến đấu. Sau tháng 4 năm 1975, ông trở thành người tị nạn tại Hoa Kỳ. Trên quê hương Tạm Dung, ông vẫn tiếp tục tòng quân dưới lá cờ vàng. Ông luôn sát cánh với các đồng đội của Hải quân, tham gia mọi sinh hoạt của cộng đồng. Ông đã từng đảm nhận các chức vụ Hội trưởng Hội Hải quân Cửu Long và thành viên cố vấn của Hội Hải quân Cửu Long. Đồng thời, ông cũng là Chủ tịch Hội Đồng Hương Nha Trang và Khánh Hòa, cũng tham gia các hội đồng cố vấn của Hội Đồng Hương Nha Trang và Khánh Hòa. Qua những lý do trên, dù sự ra đi của Hải quân Trung tá Trần Đức Cử hôm nay tuy không phải hy sinh trên chiến trường, nhưng đối với một quân nhân đã suốt đời chiến đấu cho lá cờ vàng, Hải quân Trung tá Trần Đức Cử thật xứng đáng để được chúng ta phủ lên ông một lá cờ thân yêu của Tổ quốc Việt Nam Cộng Hòa. Mà ông đã sẵn sàng hy sinh mạng sống để bảo vệ những giá trị thiêng liêng cao quý của lá cờ vàng. Hải quân Trung tá Trần Đức Cử sẽ sống mãi trong lòng quê hương và dân tộc yêu quý. Xin trân trọng kính chào quý vị. Sau đây là nghi lễ phủ cờ. Xin quý vị tắt tất cả các cell phone để giữ cho trang trọng buổi lễ. Và xin mời tất cả quý liên trưởng, quý chiến hữu và toàn thể quý tăng quyến cùng đứng để chúng ta chuẩn bị lễ phủ cờ cố Hải quân Trung tá Trần Đức Cử. Quán phủ cờ tiến vào vị trí hành lễ. Nghi lễ phủ cờ bắt đầu.
kèn truy điệu. Chắp tay chào. Phật. Nghi lễ phủ cờ chấm dứt. Toán phủ cờ rời vị trí hành lễ. Trái phải quẹt. Trước, bước. Tay chào. Phật. Tay trái quay. Hội trưởng kiểm tra hội trưởng. Nghi lễ phủ cờ chấm dứt. Xin kính mời quý viên trưởng, quý chiến hữu, quý tăng quyến và toàn thể quý vị an toàn. This video has been edited by iMovie Lord. Lam Tram. Watching, and don't forget to subscribe.